Hello, xin chào tất cả mọi người. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 26. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy định vị có dây chuyên gắn trực tiếp vào ắc quy xe máy các bạn nhé, giúp bạn có thể là theo dõi con cái này, theo dõi xe máy, theo dõi tài sản của bạn này, cũng như bạn có thể là theo dõi ngoại tình vợ chồng này. Đó thì đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm các bạn mua hàng, thứ nhất là sẽ gồm có một thiết bị định vị này. Một cái này thì cũng rất là nhỏ thôi, kích thước chỉ to gần bằng hai đầu ngón tay các bạn nhé. Và cái mẫu này nó chỉ có chức năng là định vị thôi nhé, nó không có chức năng là nghe lén đâu. Đó. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có đây là một tờ giấy này, một tờ giấy bên trong thì đơn vị mình sẽ ghi sẵn cho các bạn một cái tài khoản nhau này, mật khẩu như nào này, và định vị này sử dụng app gì thì các bạn sẽ chỉ cần đăng nhập theo cái dãy số này, tài khoản mật khẩu như này là các bạn có thể sử dụng được các bạn nhé. Đó, và bên trong một sản phẩm thì sẽ gồm có một cái bộ dây để giúp các bạn thể là đấu trực tiếp vào bình ắc quy nhá. Đó đây, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh các bạn nhé. Đó, đây thông số kỹ thuật này. Đó, nói chung là cũng rất là chi tiết rồi các bạn nhé. Đó. Bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị có dây gắn trực tiếp vào bình ắc quy thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát thì đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn một chiếc sim Viettel đã đăng ký mạng sẵn một tháng cho các bạn nhé. Các bạn sẽ gắn đơn vị nhà mình sẽ gắn trực tiếp vào bình ắc quy cho các bạn, gắn trực tiếp vào cái thiết bị định vị cho các bạn, về các bạn chỉ cần đấu hai cực ắc quy là có thể sử dụng được luôn các bạn nhé. Sử dụng thì có mẫu này cũng rất là đơn giản thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc máy định vị định vị có dây gắn trực tiếp vào bình ắc quy này, và sau đó sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nhé. Các bạn sẽ trượt cái nắp ra này. Thì ở bên trong đây sẽ có cái chỗ để các bạn có thể là gắn, các bạn có thể là gắn nơi gắn sim nhé. Đây. Đây sẽ là nơi gắn sim này. Để gắn sim thì các bạn sẽ gắn cái sim ở phôi thứ hai các bạn nhé. Phôi vừa. Đó, các bạn sẽ gắn vào. Đó. Bạn sẽ gắn vào như này. Rồi bạn sẽ đóng nắp này. Đây. Đó. Sau đó bạn sẽ đóng cái nắp này vào thôi. Đó, sau đó bạn sẽ đấu vào cái dây để đấu vào nguồn này. Đó, sau đó bạn sẽ đấu trực tiếp vào bình ắc quy nhá. Đó thì cái bình cái dây đây sẽ có bốn cái dây đúng không? Dây bốn dây thò ra. Nhưng mà thực chất là các bạn chỉ dùng hai cái dây thôi. Đó, một dây đen và một dây đỏ nhá. Dây đen thì các bạn sẽ đấu trực tiếp vào bình ắc quy của cực âm. Đó, còn dây đỏ thì các bạn sẽ đấu vào cực dương nhé. Đây. Đó, các bạn chỉ cần xoáy vào được thôi. Đây. Các bạn sẽ xoáy trực tiếp vào cực dương như này. Đó. Như này là thiết bị đã đang hoạt động rồi các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn chỉ cần đăng nhập theo cái tài khoản mà đơn vị mình cấp theo như này thôi là các bạn có thể sử dụng được luôn. Đó, thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một cái app ở điện thoại là app định vị GPS các bạn nhé. Đó, app có biểu tượng như này. Mà nào dùng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cả App Store. Các bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cả Google Play nhé. Các bạn gõ vào ô tìm kiếm này, sau đó bạn sẽ gõ cho mình cái ứng dụng là định vị GPS này. Các bạn sẽ tải cho mình cái định vị GPS có biểu tượng như này. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này về điện thoại rồi, sau đó bạn sẽ chọn vào nút mở nhé. Đó, khi các bạn vào trong cái ứng dụng định vị GPS nhé, thì ứng dụng sẽ bảo các bạn là đăng nhập vào trong ứng dụng này. Đó, thì các bạn sẽ đăng nhập theo cái tài khoản này nhé. Đây. Đó, 0867. Đây là mình lấy một cái tài khoản để mình test cho các bạn thôi. Đó, đây là một tài khoản của khách để mình sẽ test cho các bạn. 0867296743. Đó, sau đó mật khẩu thì các bạn sẽ nhập là 123456. Các bạn sẽ đăng nhập vào. Đó, thì đây nó sẽ hiện luôn là thời điểm này. Đó, 15:15. Đó, là bây giờ này, trạng thái dừng là dừng 18 giờ. 18:24:08 các bạn nhé. Đó, km đi trong ngày là cái hôm nay nó đã dừng quá một ngày rồi nên là nó sẽ không đi không km này.
Địa điểm là 20 trên 1 tổ 3 khu phố 3 Thới An quận 12 Hồ Chí Minh bạn nhé. À, các bạn muốn xem vị trí cụ thể thì bạn sẽ chọn vào đây. Đây là mình lấy một tài khoản của khách thôi. Đó, mình sẽ test để hình dung cho các bạn như thế. À, hình ô tô này sẽ là cái thiết bị định vị bạn nhé. Đó, định vị đi đâu đi đến đâu nó sẽ báo về cái điện. À, các bạn sẽ vào cái mục định vị GPS là các bạn có thể biết được là chính xác là thiết bị này đang đâu bạn nhé. Đó, cũng như các bạn có thể xem được vệ tinh này. Này, các bạn xem vệ tinh nó chính xác là cái thiết bị này nó đang đỗ ở đâu bạn nhé. Đó. À, cũng như bạn nào mà muốn xem lộ trình nhá, chạy lộ trình thì bạn sẽ chọn một lộ trình này, sau bạn sẽ tìm kiếm này. Đó, nó sẽ đây, à, hôm nay thiết bị là chưa đi nên nó sẽ chưa xem được đây. À, đó, thời gian nó dừng nó đây, ví dụ mình chọn ngày hôm qua đi. Đó. Đó, đi những đâu nó sẽ hiện hết bạn nhé. Này, chạy lộ trình. Đó, đây, nó chạy lộ trình rõ luôn bạn nhé. Đó, đi những đâu này. Đây. Đó, ô tô đi những đâu, dừng thời gian bao nhiêu nó sẽ hiện hết bạn nhé. Đó. Đó là mục xem, các bạn xem định vị này. Tiếp theo thì các bạn chọn ba dấu chấm này. Đó, xem lại hành trình vừa rồi mình xem cho các bạn rồi. Đó. Tiếp theo là hàng rào cảnh báo. Đó, ví dụ như hàng rào cảnh báo này các bạn thêm hàng rào cảnh báo đi. Ví dụ bạn thêm hàng rào cảnh báo, ví dụ như cái thiết bị này đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thiết lập cái vùng cảnh báo bên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là ví dụ các bạn muốn thiết lập vị trí chính xác ở quận 12 hoặc là quận 8 hay gì chẳng hạn, thì chỉ cần thiết bị này dây di chuyển ra khỏi vùng mà các bạn đã cảnh báo là thiết bị sẽ tự động gửi thông báo với điện thoại cho các bạn nhé. Đó là gọi là cái thiết lập vùng cảnh báo. Chức năng đó thì rất là tiện nhé. Cũng như các bạn có thể đổi mật khẩu rồi. Đổi mật khẩu của cái thiết bị định vị này. Đó thì mật khẩu mặc định sẽ là 6. Mật khẩu vừa rồi mình cấp cho mình ghi ở đây là 616 đúng không? Đó, các bạn sẽ nhập mật khẩu hiện tại vào, sau đó bạn sẽ đổi mật khẩu. Sau đó bạn sẽ đổi mật khẩu là được. Đó là sẽ đổi mật khẩu của cái thiết bị định vị này các bạn nhé. Đó, sử dụng của cái mẫu định vị có dây gắn trực tiếp vào bình ắc quy này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị gắn trực tiếp vào bình ắc quy này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Long Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuy Long Phát thì đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn một chiếc sim Viettel đăng ký mạng sẵn, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera và trong cái thiết bị định vị cho mọi người. Và các bạn chỉ cần đấu hai cực ắc quy là có thể sử dụng được luôn bạn nhé. Sử dụng một chiếc mà định vị có dây này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.